Rồi chào, xin chào các em nha. Bữa nay mình sẽ qua cái phần lý thuyết của anh Kim. Một trước cô có live stream dạy phần này trên group rồi, nhưng mà buổi đó cái mạng của mình nó bị lag quá mấy đứa, thành ra rất là mờ đúng không? Nhiều khi nó lại bị out ra giữa chừng nữa, cho nên cô sẽ quay một cái video của up lên YouTube. Các bạn sẽ xem rõ hơn và chắc chắn là không có bị lát hay bị gì rồi ha. Bài này quan trọng nha, bài anh Kim quan trọng. Mình học trong chương trình của mình á, cô nói sơ qua chút cho những bạn nào chưa nắm được ha. Trong chương Hero Carbon của mình á, thì mình học qua ba loại Hero Carbon các bạn. Thứ nhất là Hero Carbono. Rồi, loại tiếp theo là hero carbon không no. Và loại cuối cùng các bạn sẽ học đó là hero carbon thơm. Đó, ba loại, đúng chưa? Nội cái chương hero carbon là mình sẽ học ba loại này. Thì trong hero carbon no đó thì mình sẽ học đó là thằng alkan. Đúng chưa? Alkan mình đã học rồi. Thằng này có công thức tổng quát là CnH2n cộng 2 đúng không? Rồi. Tiếp theo hero carbon không no thì mình vừa rồi mình đã học bài alken nè. Alken cô có quay video lý thuyết up lên group luôn rồi nha. Rồi sau đó mình học qua bài alkadien. Alkadien. Rồi và bài hôm nay mình sẽ học đó là bài alkin á, là gồm 3 thằng alken, alkadien và alkin. Mình đã học hai bài này rồi nè. Còn bài alkin nữa. Rồi hero carbon thơm thì chủ yếu mình sẽ học về benzen và dẫn xuất của benzen. Thì cái này là bữa sau mình sẽ học, bây giờ mình sẽ học cái phần alkin ở đây. Rồi, cô có là gì? Nói sơ luôn, nhắc sơ tổng quát luôn. Đó là alken là thằng có công thức tổng quát là CnH2n, đúng chưa? Còn alkadien là thằng có công thức tổng quát là gì? CnH2n trừ 2, đúng chưa? Rồi, hôm nay mình sẽ qua bài alkin. Thì cái thằng alkin của mình sẽ có cái công thức tổng quát là gì thì cô sẽ giới thiệu và nói về cái cách nhớ công thức tổng quát của nó nè. Bây giờ ta xuất phát từ thằng alkan, các bạn nhớ cho cô alkan là CnH2n cộng 2, cái này bạn nào cũng nhớ đúng không? Thì alkan là hero carbono với nữa. Mình học nó là hero carbono và trong phân tử nó chỉ chứa liên kết sigma thôi. Có nghĩa là chứa liên kết đơn thôi đúng không? Đó, ví dụ một gạch như thế này gọi là liên kết đơn, nó chỉ chứa liên kết đơn thôi. Alken thì nó là hero carbon không no, trong phân tử có một cái liên kết C nối đôi C. Và cô nói là gì, trong cái cấu tạo của cái liên kết đôi này nó có gồm một cái liên kết bi đúng không? Và một liên kết sigma. Liên kết sigma chính là liên kết no giống như của cái alkan này các bạn, còn liên kết bi là liên kết đây, trong một cái gạch này nó có một liên kết sigma là liên kết bền và liên kết bi kém bền. Rồi, vậy thì nhớ cho cô là gì? Bữa trước cô cũng có lưu ý đúng không? Cứ mỗi lần xuất hiện một liên kết bi thì mình sao các bạn? Mình trừ bớt 2 hero. Đây. Để mà xuất hiện một cái liên kết bi thì nó phải bị mất 2 hero. Đây nè, các bạn nhìn vô nó đúng không? Từ alkan là CnH2n cộng 2 thì qua alken có phải là nó xuất hiện một liên kết đôi, một liên kết bi đúng không? Thì lúc này cô phải trừ đi 2 hero thì chỗ này mất con số 2, xuống này còn lại là 2n thôi đúng không? Đó. Rồi tiếp theo mình qua bài alkadien, có phải cái khái niệm alkadien là những thằng trong phân tử nó có hai liên kết C nối đôi C không? Có hai liên kết C nối đôi C có nghĩa là nó có hai liên kết bi nữa, tương đương với hai liên kết bi. Mà hai liên kết bi thì cô trừ mấy hero các bạn? Có phải trừ 4 hero không? Một liên kết bi thì trừ một phân tử hero, vậy hai liên kết bi thì trừ hai phân tử hero. Rồi, vậy có nghĩa là đi từ cái thằng alken xuống thành alkadien cô phải trừ thêm 2 hero nữa chứ gì, vậy là cô thành chỗ này là N2N trừ 2 nè. Hoặc là các bạn từ alkan thành no không có cái liên kết đôi nào, qua cái thành alkadien là phải trừ đi 2 phân tử hero, có nghĩa là trừ 4H đó. Thì 2N cộng 2 mà trừ 4 có phải là 2N cộng 2 trừ 4 có phải là bằng 2N trừ 2 không? Cho nên chỗ này là CnH2N trừ 2. Rồi bây giờ qua alkin các bạn. Alkin của cô sẽ có là gì? Cô chưa nói công thức tổng quát nhưng mà cô nói cái phần cấu tạo của nó. Nó là hero carbon không no. Nó nằm trong phần không no. Và trong phân tử của nó có một liên kết
C nối 3C. Đây là khái niệm của alkin, là những cái hydrocarbon không no trong phân tử có một cái liên kết C nối 3C, được chưa? Rồi cô nói về cái cấu tạo của cái liên kết 3 này luôn. Đó là trong cái liên kết 3 của mình á, nó sẽ có một cái hai liên kết bi và một liên kết sigma các bạn. Cấu tạo của cái liên kết 3 của mình là gồm hai liên kết bi và một cái liên kết sigma. Vậy thì có phải là xuất hiện hai liên kết bi thì như trên có phải là trừ 2 hiro không? Trừ 2 phân tử hiro. Có nghĩa là nó dúng cái alkadien. Đúng không? Vậy thì suy ra công thức tổng quát của alkin nó sẽ là xuất phát từ alkan trừ đi hai phân tử hiro, có nghĩa là trừ 4H, đúng không? 2 x 2 là 4 nè, trừ 4H là còn là CnH2n trừ 2 dúng y như công thức tổng quát của alkadien. Nó dúng công thức tổng quát thôi nha, chứ về cấu tạo là nó khác nhau, vì alkadien mình có nè, alkadien là những thành trong phân tử có hai liên kết C nối đôi C, còn alkin là trong phân tử có một liên kết C nối 3C. Được chưa? Đó, nó khác nhau ở chỗ đó. Cho cảm ơn nhớ cho cô. Và đó là cái khái niệm về dãy đồng đẳng alkin. Cô bắt đầu đi nè. Phần số 1 đó là dãy đồng đẳng alkin. Số 1 đó là đồng đẳng đồng phân danh pháp các bạn. Rồi phần số 1 mình sẽ tìm hiểu đó là đồng đẳng. Đồng đẳng trước ha. Cái này các bạn có thể tự ghi được khái niệm rồi nè, cô vừa nêu đó. Số 1 là đồng đẳng. Cô vừa ghi luôn rồi đó, các bạn tự ghi lại được nè. Đồng đẳng là gì? Dãy đồng đẳng alkan gồm, dãy đồng đẳng alkin gồm hydrocarbon, gồm những hydrocarbon no hay không no các bạn? Có phải không no không? Nó thuộc loại không no đúng chưa? Không no. Và trong phân tử có cái gì các bạn? Trong phân tử có mấy liên kết gì? Trong phân tử, đặc trưng của nó là trong phân tử có một cái liên kết C nối 3C. Được chưa? Đó, là hydrocarbon không no và trong phân tử bắt buộc phải có một cái liên kết C nối 3C. Đó là những dãy đồng đẳng của alkin. Rồi mình nói về công thức tổng quát của dãy đồng đẳng này luôn nào. Có công thức tổng quát là CnH2n trừ 2. Lúc nãy cô lại lý giải vì sao nó có công thức như thế này rồi ha. Với điều kiện n phải lớn hơn bằng 2 các bạn. Nó giống như alkan với n lớn bằng 2. Rồi, vậy thì từ cái công thức tổng quát này các bạn nêu cho cô những cái alkin có trong dãy đồng đẳng này nè. Bây giờ bắt đầu nha, ví dụ nè. Gồm những thằng nào? Bây giờ cô bắt đầu cô cho n chạy lần lượt từ C2 trở đi đúng không? N lớn bằng 2. Vậy là C2 thì cô thế vô đây là 2 x 2 là 4, 4 trừ 2 là còn 2, có phải là CnH2, C2H2 không? Rồi tiếp theo C3 thì H, H mấy các bạn? C3H4 đúng không? C4 thì H6, C5 thì H8 đúng chưa? C6 thì H10 đúng chưa? Rồi vân vân các bạn có thể biết đến là C7, C8. Rồi cô viết tới đây được rồi. Đó, mình gặp tới C6 là nhiều rồi các bạn. C7, C8 các bạn tự viết nha. Rồi bây giờ cô sẽ ghi tên. Sẵn tiện cô ghi tên của những thằng này kế bên luôn. Được chưa? Tên. Tên đây là người ta gọi là tên theo, tên thay thế đó. Tên thay thế theo danh pháp IUPAC ha. Danh pháp quốc tế. Cứ tên thay thế là tên danh pháp IUPAC. Và cái tên mà các bạn hay gọi đó là gọi là tên danh pháp IUPAC. Tên thay thế. Vậy thì thằng C2H2 nó có tên là gì? Thì bắt buộc các bạn phải nhớ cho cô tên gọi của cái alkan đầu tiên, đúng không? Trong cái bài alkan cô nói rồi, các bạn phải nhớ cho cô tên của 10 cái hydrocarbon đầu tiên trong dãy đồng đẳng. Đó là gì? 1C là metan, đúng không? Nhưng mà trong này không có 1, cho nên mình nhớ tới thằng 2. 2 là etan. Vậy thì bây giờ nó qua alkin thì sao các bạn? Mình đổi đuôi an thành đuôi in thôi. Vậy là etan thì bây giờ nó thành là etin, đúng chưa? Rồi, 3C, 3 là rất dễ nhớ là 3 bro, đúng không? 3 bro, cho nên là bây giờ thành là bro, brobin. 4 là but, đúng không? Butan thì bây giờ thành là butin, đúng chưa? Rồi 5 là ben thì bây giờ nó thành là bentin. À, rồi 6 là hexan thì bây giờ nó thành là hexin, được chưa? Đó. Tương tự 7C là heptan thì bây giờ nó thành heptin,
Đó, đơn giản nha. Đây là tên thay thế thôi. Lát nữa mình sẽ vào cái phần là đồng văn danh pháp thì nó sẽ có cách gọi tên cụ thể cho những cái mạch carbon có nhánh, không nhánh và có cái liên kết ba sau nha. Bây giờ tên đây là tên trong cái nào dãy đồng đẳng đầu tiên, đơn giản thôi. Rồi đó là mình tìm hiểu qua cái dãy đồng đẳng alkin rồi, nhớ cho cô, dãy đồng đẳng alkin là những cái hydrocarbon không no, trong phân tử có một cái liên kết 3 nha, C nối 3C và có công thức tổng quát là CnH2n-2. Giờ mình qua phần thứ hai, đó là đồng phân danh pháp. Phần số 2, đồng phân danh pháp. Vậy thì ở phần đồng phân danh pháp này, trước hết các bạn phải viết được đồng phân đúng không? Đồng phân. Bây giờ cô sẽ bắt đầu qua chỉ cái phần viết đồng phân. Thì cô lưu ý trước khi viết thì cô lưu ý cho một tí nè, là cách viết đồng phân của anh Kim nó giống như viết đồng phân của anh Ken, được chưa? Và có nghĩa là bạn nào đã viết được rành rành rọt cái phần đồng phân của anh Ken thì các bạn chắc chắn sẽ viết được đồng phân của anh Kim theo cái cách mà cô đã chỉ. Bạn nào mà chưa xem cái video của cái bài anh Ken thì lướt xuống dưới để tìm. Cô có đặt tiêu đề rồi đúng không? Lý thuyết của anh Ken khóa 11, các bạn tìm cái đó các bạn xem ha. Rồi, bây giờ cô có là gì? Bằng đầu tiên, cô xét những cái hero cái anh Ken đầu dãy đồng đẳng nào. Thằng đầu tiên đó là gì nè? C gì các bạn? C2 đúng không? Đầu dãy đồng đẳng đó là C2. Viết C2 trước ha. C2. Rồi, bây giờ cô chỉ cách viết nè. Đầu tiên các bạn chắc chắn viết cho cô mạch carbon trước, viết 2C là trước đúng không? Đề bài nó cho 2C, viết 2C trước. Và gì các bạn, trong alkin á thì nó phải có một cái liên kết 3, có nghĩa là bắt buộc mình chỉ có thể điền liên kết 3 vô chỗ này thôi. Rồi, đâu có cách vẽ nào khác nữa đâu đúng không? Cho nên C2 chỉ có một đồng phân mà lúc này ta điền H vô thì chỗ này là còn một H, chỗ này còn một H, được chưa? Cái carbon này nó có ba gạch rồi đó, ba gạch là mới ba hóa trị, còn thiếu một hóa trị là điền một hát, được chưa? Rồi qua C3H4. Và thì đầu tiên các bạn cũng phải viết cho cô mạch carbon ra trước, 3C thẳng hàng, được chưa? Rồi sau đó tìm cho cô vị trí điền được liên kết 3. Đó là cái việc các bạn làm đúng các bước cho cô là chắc chắn không sai nè. Viết mạch carbon ra trước, sau đó tìm vị trí điền liên kết 3. Vậy thì ta có là gì? Cái thằng này có phải là như bữa trước bà Anken á, cô nói là để mà mình tìm được vị trí điền liên kết 3 mà không bị sót và không bị thiếu đồng phân á, hoặc là không bị trùng đồng phân, thì ta phải chọn cho cô trục đối xứng. Thằng này có phải là trục đối xứng của cô là đời đúng không? Trục đối xứng là các bạn chia nó ra làm đôi á. Thì lúc này các bạn thấy nè, chỉ có hai vị trí này điền được thôi, và hai vị trí này lại giống nhau tại vì nó đối xứng với nhau qua cái trục này đúng không? Cho nên suy ra cô chỉ có thể điền ở một chỗ thôi, điền một chỗ thôi. Vậy cô điền ở đây được chưa? Đó, hai vị trí này giống nhau nha, tại vì nó đối xứng với nhau cho nên chỉ có một cách điền. Và lúc này cô điền hero vào chỗ này là CH. À, chỗ này lưu ý nè, cái carbon ở giữa nè, 1 2 3 4 xung quanh nó đã có đủ bốn gạch rồi, cho nên thành ra là không có cái hero ở đây nữa ha. Rồi thằng này là còn một hero nè. Rồi, vậy thì C3H4 chỉ có một cách viết duy nhất là như thế này, được chưa? Nãy giờ cô nói chậm rất kỹ rồi đó, bây giờ bắt đầu tăng tốc nha. Rồi, C3, 3C không có bị nhánh được đâu nha các bạn. 3C lưu ý là không bao giờ bị nhánh được. Rồi bắt đầu tiếp từ 4C4 nè. C4H6. Rồi viết nhanh nha, bắt đầu nè, viết mạch carbon ra trước cho cô 1 2 3 4. Rồi bước tiếp theo là gì? Tìm vị trí điền liên kết 3 đúng không? Mà muốn điền không sót thì chọn trục đối xứng. Vậy thì cô chia nó làm đôi nè, đó. Vậy thì lúc này có bao nhiêu vị trí điền liên kết 3 các bạn? Có phải là lúc này vị trí này với vị trí này đối xứng với nhau là giống nhau nè đúng không? Vậy cô điền được cho chỗ này là một cái thì khỏi điền bên này tại vì nó giống nhau mà. Rồi vị trí ở giữa đây không có đứa nào giống nó hết cho nên điền vô đây được luôn. Vậy suy ra có hai vị trí điền được thì cô có hai đồng phân ở cái mặt thẳng, được chưa? Cô viết hai đồng phân đó ra nè. Đây. Rồi, bây giờ điền ở vị trí này thì cô có cái đồng phân thứ nhất. Đây, đúng chưa? Rồi, điền hero vô chỗ này CH3. Đây CH2, rồi đây là CH. Rồi, điền ở vị trí số 2 thì cô có cái đồng phân số 2 đó là 1 2 3 4, rồi điền liên kết 3 ở đây. Rồi, điền hero vô cho cô thì đây là CH3. Đây là CH3. Rồi, đủ hero rồi đúng chưa? Rồi, sau đó các bạn chừa để đó, lát nữa mình đọc tên luôn. Bây giờ mình qua. Sau khi mình viết đây là mạch thẳng đúng chưa? Thì các bạn phải nghĩ ngay đến 4C là mình bị nhánh được rồi.
Vậy cô viết mạch nhánh nào. Mạch nhánh của cô có phải là bí 1C là còn mạch chính 3C nè. Nhánh chỉ có thể điền ở đây thôi đúng không? Không có được điền ở hai đầu, hai bên. Đó, cho nên chỉ có thể điền ở đây. Và lúc này điền tìm cho cô vị trí điền liên kết 3. Thì các bạn thấy nè. Cô lưu ý rồi đúng không? Ba vị trí này giống nhau tại vì ba cái carbon này nè cùng liên kết trên một cái carbon ở giữa thì ba cái C này giống nhau. Thì ba cái C này giống nhau thì ba vị trí này giống nhau. Thì lúc này có phải là cô điền liên kết ba ở chỗ nào cũng như nhau không? Vậy bây giờ cô giả sử cô điền ở đây đi thì các bạn nhìn thấy cái điều gì? Lúc này mình điền vô thì mình đếm nè, xung quanh cái carbon ở giữa nó có 1 2 3 4 5 gạch. Có nghĩa là carbon ở giữa nó tự nhiên nó thể hiện hóa trị 5 đúng không? Vô lý. Vô lý quá vô lý, tại vì sao? Mình học carbon chỉ có hóa trị 4 thôi, thằng này có hóa trị 5 cho nên sai, cho nên loại suy ra ở đồng phân C4H6 nó không có bị được mạch 3C tại vì nó bị carbon hóa trị 5, được chưa? Đó, rồi xong. Tiếp. Rồi, mình qua C5H8. Bị tới 3C là không bị được nữa là dừng đó, được chưa? Là tới đây không thấy bị được nữa thì là dừng rồi. Bây giờ mình qua thằng tiếp theo, đó là thằng C5H8. C5H8 thì bắt đầu nào. Các bạn mà xem video tới đây rồi các bạn dừng lại đi. Các bạn tự vẽ trước đúng không? Các bạn tự vẽ đồng phân trước rồi mới bật video của cô lên để xem thử là mình vẽ đúng hay sai, được chưa? Rồi C5H8 ban đầu cũng vẽ 5C thẳng hàng ra trước đúng không? Bao giờ cũng vẽ mạch 5C thẳng hàng trước. Sau đó tìm vị trí điền được liên kết đôi. À nhầm, liên kết 3 chứ, anh kinh mà phải có liên kết 3. Và thì chia thằng này làm đôi là chọn trục đối xứng á. Thì lúc này cô điền được liên kết 3 vị trí này đúng không? Vị trí này với vị trí này trùng nhau, đối xứng với nhau nè. Rồi vị trí này nữa đúng không? Đó, điền hai vị trí. Vị trí này với vị trí này giống nhau nha. Vậy suy ra có hai chỗ điền được liên kết 3 thì cô có ở cái mạch thẳng là hai đồng phân. Cô biết ra nè. 1 2 3 4 5 rồi điền liên kết 3 ở chỗ này. Rồi điền hiro vô, đó là CH. Đó đúng không? Rồi tiếp theo là gì? Điền liên kết 3 ở vị trí này. Rồi các bạn tự điền hiro nhau nha. Đó. Ô, cô bị điền nhầm rồi. Cô bị nhìn nhầm. Chỗ này không có hát nha các bạn. Rồi ok. Xong. Đó là mạch thẳng. Rồi bắt đầu qua mạch nhánh. 5C có phải là bắt đầu cô bị nhánh được không? Bị nhánh là gì? Cô bị 1C thì mạch chính của cô còn lại là bao nhiêu? 4C đúng chưa? Thì lúc này cô chọn trục đối xứng để cô điền cái nhánh trước. Đó, bây giờ các bạn phải làm đúng theo các bước nha. Mình phải vẽ cái mạch carbon ra trước. Mà cái mạch carbon của mình để mà điền được cái nhánh á, có phải là mình nhớ tới cái bài Ancan đúng không? Thì mình điền được nhánh mình phải điền sao cho nó không bị sót. Thì chỗ này nhánh không được điền ở hai vế, ở hai đầu hai bên. Thì lúc này á, hai cái C này có phải các bạn nhìn thấy là nó đối xứng với nhau đúng không? Đây là chia đôi ra. Thì hai C này giống nhau có nghĩa là cô điền nhánh ở vị trí nào cũng được hết. Có nghĩa là như nhau á. Rồi vậy thì cô điền ở đây đi. Các bạn điền không thích thì các bạn điền chỗ này cũng là giống cái này luôn nha. Tại vì nó đối xứng với nhau mà cho nên nó giống nhau. Rồi đây là sâu, đây là mình mới có hoàn thành xong cái bước là vẽ mạch thôi nha. Bây giờ mình bắt đầu mới tìm cái bước tiếp theo, đó là tìm vị trí điền liên kết 3. Thì có phải là lúc này cô tìm được những vị trí nào điền được liên kết 3 nè. Bây giờ cái mạch này để tìm được liên kết 3 có phải mình chọn trục đối xứng không? Nhưng mà mình thấy nè, cái thằng này có trục đối xứng không các bạn? Mình thấy là gì? Nếu như cô chia đôi ra chỗ này nè, thì bên này có 3 carbon, bên này có 2 carbon, thấy không có đối xứng gì nữa. Thì thằng này coi như là nó không có trục đối xứng. Nó có nhưng mà các bạn nhìn không có, nhìn khó nhìn không ra đó, cho nên coi như là nó không có trục đối xứng đi. Thì nó không có trục đối xứng thì có phải là cái 3 cái vị trí này là nó khác nhau hoàn toàn đúng không? Và có nghĩa là cô điền được liên kết 3 ở cả 3 vị trí này, được chưa? Còn vị trí này thì sao? Thì các bạn lưu ý có phải là hai cái carbon này cùng gắn trên cái carbon ở đây không? Thì hai carbon mà cùng gắn trên một carbon thì hai cái này giống nhau. Hai cái này giống nhau có nghĩa là vị trí này với vị trí này giống nhau, được chưa? Cho nên là điền ở đây với đây đây là giống nhau. Vậy cô khỏi điền ở đó. Vậy bắt đầu cô điền vô nào. Cô điền ở vị trí này trước thì cô sẽ có là gì? Đây. Đúng không? Điền nối 3 ở vị trí này. Rồi, lúc này chỗ này là còn CH3. Chỗ này CH3. Chỗ này CH nè, đúng không? Chỗ này đủ 4 rồi, chỗ này còn 1H nữa. Rồi, ok. Bây giờ bắt đầu cô điền ở vị trí này thì cô có là gì nè? 1, 2, 3, 4. Đó, rồi bắt đầu điền nối 3 ở vị trí này thì tự nhiên cô điền vô á. Mắt mình nhìn thấy liền đúng không? Đây, thằng này 1, 2, 3, 4, 5. Ui, nó có 5 liên kết là coi như sai rồi. Cho nên ở đây ta không điền được liên kết đôi ở vị trí này và vị trí này cho nên bỏ ha. Đó. Bỏ, gạch bỏ hai vị trí này là do nó lại để nó làm cho cái carbon này có hóa trị 5 cho nên sai nha. Vậy suy ra cái mạch này của cô chỉ có một đồng phân duy nhất thôi.
Rồi tiếp theo, bây giờ mình có là gì? Mình rút kinh nghiệm, đáng lý là mình theo quy tắc là mình phải biết đến mạch 3C đúng không? Như những cái bài trước. Nhưng mà mình rút kinh nghiệm ở cái đó, lúc nãy mình viết C4 nè. C4 bí mạch 3C không được, cho nên suy ra C5 bí mạch 3C cũng không được luôn. Được chưa? Rồi tiếp theo mình qua mình viết C6 luôn. Anh Kinh nó rất ít đồng phân, các bạn thấy C5 mà có ba đồng phân thôi không? Đó, 1, 2, 3. Vậy thì mình viết luôn C6 luôn đi. C6, vậy thì trước khi viết C6 á thì mình dừng video lại để mình viết trước đã rồi mới xem của cô, được chưa? C6H10. Rồi bây giờ nó đang lỡ cỡ cái trang giấy của cô nè, cô qua trang mới luôn nha. Để chi? Lát nữa cô sẽ chụp lại cái trang này để up lên group cho các bạn. Nhiều bạn có muốn học theo cách là gì, đem photo ra đó để đem theo mình xem, chứ còn video nhiều khi các bạn đi học đem lên trường không xem được, đúng không? Rồi nãy giờ hình như có vẻ cô nói hơi chậm hơn so với thường ngày đúng không? Bây giờ nó nhanh lên chút nha. Bây giờ C6H10 nè, bây giờ mình viết rành rồi là tự viết nha. Bắt đầu nè, mạch 6C ra trước, ban đầu là chắc chắn phải viết mạch thẳng ra trước, mạch 6C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bắt đầu nè, chọn vị trí điền được liên kết đôi đúng không? À nhầm, liên kết 3, cứ nhầm anh Ken hoài ta. Bây giờ chia đôi nó ra đó, trục đối xứng ở đây. Có phải là cô có điền được liên kết 3 ở vị trí này và vị trí này không? Đó, giờ nó nhanh nha, bên ba bên này bị trùng rồi không viết nữa. Và bắt đầu cô có 3 đồng phân, cô viết 3 đồng phân đó ra nè. 1 2 3 4 5 6. Rồi liên kết 3 đầu mạch ở đây, rồi bắt đầu điền hydro vô đây. Điền hydro nhanh nha. Này rành rồi chứ gì? Rồi tiếp theo các bạn chiều cho cô một hàng để lát nữa điền tên vô luôn. 2, 3, 4, 5, 6, liên kết 3 ở vị trí số 2. Được chưa? Rồi, cuối cùng đó là liên kết 3 ở vị trí ở giữa. 2, 4, 5, 6. Đây, rồi. Tự mình viết trước đi nha. Mình phải viết trước rồi mới xem bài giải của cô, để coi thử mình viết đúng hay sai á. Rồi sau khi đây là mạch mạch thẳng rồi thì các bạn viết qua tiếp là mạch nhánh đúng chưa? Mạch nhánh bắt đầu là bỉ 1C là còn mạch 5C. Mạch chính 5C, 1, 2, 3, 4, 5 nè. Rồi tìm vị trí điền nhánh trước. Đó, đúng không? Mình làm đúng các bước từ từ nha. Chưa điền liên kết 3 đâu, mình phải tìm vị trí điền cái nhánh nè chứ. Mình bị nhánh rồi mà. Thì sao? Ở đây nè, cô có là gì? Trục đối xứng của cô ở đây đúng không? Đó, trục đối xứng ở đây thì các bạn tìm vị trí điền nhánh, có phải là mình không điền 2C hai đầu, mình chỉ điền ở C ở giữa thôi, thì C này với C này là giống nhau đúng chưa? Vậy thì cô điền nhánh ở 1C thôi, vậy cô điền ở đây. Rồi, có phải là còn một cái C ở giữa nó không có giống ai đúng không? Cho nên vẫn điền được nhánh ở vị trí này nữa. Cho nên cô đưa dưới cô vẽ thêm một cái đồng phân mà mạch nhánh 5C một nhánh nào. 2 4 5 rồi C nhánh ở giữa đúng chưa? Đó. Trước hết phải vẽ đồng phân mạch carbon ra trước, đây là cái mạch nhánh. Thì sau đó rồi các bạn mới tìm vị trí điền liên kết 3 cho cô. Rồi bắt đầu từng thằng nào, thằng này trước. Thằng này trước thì có phải là cô sẽ tìm vị trí điền liên kết 3. Thấy nó không có trục đối xứng đúng không? Lúc này mình điền nhánh vô rồi là không có trục đối xứng nữa nha. Mình chia ra đâu có bằng nhau hai vế đâu, hai bên đâu. Cho nên bắt đầu cô sẽ tìm nè. Vị trí này điền được liên kết 3 đúng không? Rồi vị trí này điền được liên kết 3 luôn. Vị trí này cũng điền được liên kết 3 và vị trí này cũng điền được. Nhưng mà sao mình thấy nó giống cái câu của cái thằng C5 lúc trước không? Lúc nãy không? Thì lúc này nếu như các bạn điền liên kết 3 chỗ này thì cái carbon này nó bị hóa trị 5 mất tiêu đúng không? Cho nên lưu ý không điền được liên kết 3 ở hai vị trí này là do carbon nó bị hóa trị 5 chứ không phải là do nó trùng với những thằng bữa này nha. Được rồi, được chưa? Rồi vậy thì cô có ở đây cô có hai vị trí đường liên kết 3 được. Vậy thì cô có hai đồng phân 1 2 3 4 nè, 5 nè, rồi nhánh ở đây nè. Rồi liên kết 3 ở đây, rồi các bạn tự điền hydro vô nha. Giờ hydro điền rành rồi chứ gì nữa. Xong rồi vị trí thứ hai cô có một đồng phân nữa. Đây liên kết 3 ở vị trí này. Rồi điền hydro vô chỗ này CH3. Này CH. Này đủ rồi, được chưa? Rồi xong. Rồi tiếp theo cái thằng này. Thằng này thì tương tự các bạn tìm cô vị trí điền được liên kết 3 nè. Thì lúc này các bạn thấy đúng không? Có trục đối xứng nè. Đây, chia đôi nó ra. Đây, trục đối xứng nó đây nha. Đây, trục đối xứng ở đây.
Đó. Thì lúc này bằng nhau với nữa, bên này có 2C, bên này 2C là bằng trục đối xứng của nó là chứa 2C này. Và lúc này có phải là cô điền liên kết 3 được ở vị trí này đúng không? Thì nó sẽ trùng với vị trí này, vị trí này với vị trí này trùng nhau được chưa? Rồi liên kết 3 ở vị trí này thì sao các bạn? Nếu cô điền liên kết 3 ở vị trí này thì carbon này có hóa trị 5 đúng không? Đây này 1 2 3 các bạn nhắm là thì 4 5 mất tiêu rồi. Cho nên vị trí này không điền được liên kết 3. Thì vị trí này cũng tương tự, đây này hai vị trí này trùng nhau này, giống nhau này, cho nên cái này cũng không điền được liên kết 3. Vậy suy ra thằng này chỉ có một đồng phân duy nhất thôi. Vậy cô vẽ cái đồng phân của nó ra ha. 1 2 3 4 5. Rồi liên kết 3 vị trí này. Đó, rồi điền điền hydro vô các bạn. Xong, được chưa? Đó là mặt sau khi các bạn viết đủ đầy đủ cái mặt nhánh 5C rồi á, bắt đầu mình mới chuyển qua mặt nhánh 4C. Chứ chứ các bạn mà viết không theo thứ tự là sẽ bị sót đồng phân đó, có nghĩa là các bạn viết mới có mạch thánh xong các bạn ưng qua bạn bẻ qua mạch 4C, các bạn quên mất 5C đúng không? Rồi qua 5C các bạn viết có một thằng này các bạn quên mất thằng này là coi như thiếu đó. Cho nên các bạn phải bình tĩnh viết đủ từng loại mạch nha, viết theo từng bước và bắt buộc các bạn muốn mà viết nhanh hoặc là viết viết nhanh mà vừa nhanh vừa đúng nữa thì sao, phải luyện tập viết đi viết lại chứ không phải viết một lần là coi như xong rồi, một lần là không nhớ nổi đâu nha, phải tự luyện tập nhiều cơ. Bây giờ mình mới học mà, khi nào mình học lâu rồi mình mới mới rành thì lúc này các bạn tập đi. Bằng viết đồng văn là mình gặp đến tận năm lớp 12 lận á chứ không phải là chỉ lớp 11 đâu. Bây giờ bắt đầu mình qua mạch 4C đúng chưa? Mạch 4C là cô bị 2C. Cô bị 2C thì bắt đầu cô điền nhánh nè. Cô điền nhánh ở đâu các bạn? Cô điền nhánh đúng không? Đây, 1C đây, 1C đây được chứ gì nữa. Đó, cái này là mạch mạch 6C giống như anh can bữa trước cô có chỉ cách vẽ rồi nha. 2C cô điền ở như thế, để cô chi cô nháp trước đã. Để xem là cô có tìm được vị trí điền liên kết 3 không? Vị trí này có điền được liên kết 3 chỗ nào không các bạn? Thấy nè, nếu như giả sử cô điền liên kết 3 ở vị trí này thì thằng này có 1 2 3 4 hóa trị 5 mất tiêu đúng không? Cho nên thành ra các bạn thấy nè, thứ ở mọi chỗ nó đều bị hóa trị 5. Cho nên thành ra thằng này không có, được chưa? Không có đồng phân. Rồi, đó là một loại. Mặt tiếp theo của mạch 4C đó là cô không thích sao các bạn? Đây 4C, các bạn không thích điền hai nhánh ở hai vị trí này thì cô điền ở trên cùng một carbon được không? Được đúng không? Cô điền một thằng trên một thằng dưới, cô cũng chia ra cho hai thằng này nữa. Được chưa? Đó, và thì suy ra cô có tìm được vị trí điền liên kết 3 nào hay không? Thì cô thấy nè, nếu như cô điền liên kết 3 chỗ này là sai. Chỗ này là không được rồi tại vì carbon này đã đủ hóa trị 4 xung quanh rồi đúng chưa? Vậy thì chỉ còn một vị trí này thôi, cô điền liên kết 3 đây. Thì lúc này thấy nó được đúng không? Thằng này đâu có bị vướng gì đâu. Rồi bắt đầu điền hát vô các bạn. Điền hát vô thì chỗ này là CH3, chỗ này CH3, này CH3. Chỗ này CH được chưa? Rồi được một đồng phân. Rồi C4 mạch cái mạch bị 4C còn cách điền nhánh nào nữa không các bạn? Đây là một cách điền, đây là cách điền rồi còn cách điền nào khác nữa không? Hết rồi đúng không? Hết rồi. Mạch 4C bị 2. Bị 2 nhánh là hết cách điền rồi. Không có điền được cách nào là hết á. Nhiều bạn sẽ điền như thế này là lưu ý sai nha. Đây nè, nếu như các bạn điền 1, 2, 3, 4 rồi các bạn điền nhánh ở đây rồi các bạn điền thêm C ở đây nữa thì bữa trước cô có lưu ý rồi. Bạn nào coi cái video lý thuyết ankan của cô có lưu ý là gì? Hai cái C mà mình bị nhánh á, không được điền trên cùng một cái đường thẳng như thế này. Nó sẽ bị trùng với một trong những cái đồng phân ở trên. Được chưa? Cho nên lưu ý là mình chỉ có thể là một là các bạn điền là một C trên, một C dưới. Đúng không? Hoặc là các bạn điền cho một C bên này, một C bên này thì được. Chứ không được điền nó chung cho một cái nhánh đi xuống như thế này thì nó sẽ bị trùng với những cái đồng phân ở trên. Bạn nào muốn biết nó trùng ra làm sao thì xem lại những cái video trước cô nói kỹ rồi. Bây giờ cô không nói lại tốn thời gian nha. Rồi xong, đó là hết rồi. Lưu ý mình không bẻ mạch 3C tại vì lúc nãy cô nói rồi từ cái đồng phân C4 là 3C nó lại bị trùng rồi đúng chưa? Cho nên không bẻ mạch 3C. Rồi hết, bị tới 4C mình dừng nha. Rồi xong, vậy thì tất cả đồng phân C6H10 mình đếm thử nó có bao nhiêu đồng phân nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đồng phân, đúng chưa? Rồi xong, bây giờ mình bắt đầu qua phần đọc tên, gọi tên các bạn. Phần tiếp theo đó là gọi tên. Gọi tên, tên gọi, danh pháp các bạn. Danh pháp. Danh pháp thì bây giờ mình cách viết đồng phân của ankin nó giống như cách viết đồng phân của anken thì tên gọi của ankin nó cũng giống như tên gọi của anken luôn các bạn. Tên của anken. Bây giờ các bước nè, các bước gọi tên cô ghi rõ từng bước luôn để các bạn, nhiều bạn chưa rành thì các bạn làm nha. Bước số 1 nè, bước 1.
y chang như anh Ken luôn các bạn. Cô có ghi rõ trong cái sơ đồ tư duy rồi đó. Bước 1 là chọn cho cô mạch chính, chọn mạch chính. Luôn luôn vậy đó, luôn luôn phải chọn mạch chính các bạn. Mạch chính là mạch gì? Là mạch carbon dài nhá. Và bắt buộc phải chứa cái liên kết 3. Chứa liên kết C nối đôi AC. Đó, phải dài mà phải chứa cái liên kết 3 nha, chứ dài mà không chứa liên kết 3 là cũng không được. Rồi bước số 2 đó là các bạn chọn xong mạch chính rồi các bạn đánh số thứ tự cho cô. Đánh số thứ tự. Thì lưu ý là mình đánh từ ưu tiên đánh từ đầu gần cái liên kết 3 hơn nha. Đánh từ đầu gần liên kết 3 hơn. Chứ không có đánh từ đầu gần nhánh nha. Rồi bước số 3 là bước gọi tên, bước cuối cùng gọi tên được chưa? Bước cuối cùng là mình sau khi mình làm hết hai cái bước trên rồi bắt đầu mình gọi tên. Thì lúc này các bạn lưu ý cho cô tên của anh Ken, tên của anh Kim chứ. Tên của anh Kim y chang như tên anh Ken thôi các bạn, chỉ thay đuôi en thành đuôi in thôi. Sẽ bằng gì? Mình nhớ nè, tên anh Ken là bằng gì các bạn? Bằng gì? Số chỉ vị trí nhánh đúng không? Số chỉ vị trí nhánh. Cái này phải thuộc lâu lâu rồi nha. Số vị trí nhánh rồi gạch một gạch rồi tới tên nhánh đúng không? Giữa số chỉ với tên là phải là dấu gạch, tên nhánh. Rồi sau đó cộng với tên mạch chính đúng chưa? Tên mạch chính. Và tên mạch chính thì các bạn lưu ý cho cô phải có cái vị trí liên kết 3 cho cô. Vị trí liên kết 3, liên kết C nối với 3C. Và cuối cùng là chữ đuôi in, được chưa? Đó, có phải là nó giống y chang như cái gọi tên của anh Ken không? Anh Ken là số chỉ vị trí nhánh, tên mạch chính, vị trí liên kết đôi đúng không? Còn anh Kim thì vị trí liên kết 3. Và đuôi của anh Ken là đuôi en, còn đuôi của anh Kim là đuôi in, được chưa? Rồi, vậy thì ứng dụng cái quy tắc này vào các bạn gọi tên cho cô. Các cái đồng phân nãy giờ mình viết. Bây giờ mình quay trở lại cái đồng phân nãy giờ mình viết mình có trên này nè. Đây. Rồi bắt đầu gọi tên nha. Gọi tên thì cô có thằng đầu tiên. Ui thằng này, những thằng mà chỉ có một đồng phân duy nhất hoặc là đồng phân mạch thánh thì các bạn gọi cho cô đúng với cái tên của nó. Đó là thằng này chỉ có một đồng phân duy nhất là đáng lý mình gọi là etin đúng không? Lúc nãy mình gọi là etin nè. 2C etin. Và nó còn một cái tên khác nữa các bạn. Đây là gọi là tên thông thường. Đây. Cái danh pháp của nó ngoài cái tên thay thế nó còn có một cái tên nữa, đó là tên thông thường. Tên thông thường có nghĩa là tên thường thường dùng hơn các bạn. Thông thường là thường dùng, thường gặp hơn. Thì cái thằng etin này người ta còn gọi nó bằng cái tên là acetylen. Cái tên này thường gặp hơn nha. Acetylen, được chưa? Rồi, tên của cái thằng này C3H4. C3 là lúc nãy mình gọi nó là bromin đúng không? Rồi, bromin. Thì bây giờ mình sẽ gọi nè. Cái tên của nó còn có một cái cách gọi khác. Đó là gì? Các bạn lưu ý cho cô nè. Nhìn vô cái cấu tạo của nó mình có là đây. Cái góc này là C nối 3CH đúng không? Thì cái góc này nó giống y chang như trên này là C nối 3C là góc acetylen đúng chưa? Đây, nó có cái góc này nè. Cái góc này người ta gọi là góc acetylen, được chưa? Đây. Cái góc này là góc acetylen. Góc 2C có một cái liên kết 3 là góc acetylen. Vậy thì người ta gọi tên thông thường của thằng này bằng cách nè. Cái góc này gắn với cái CH3 đúng không? Góc này có tên là metin, được chưa? Vậy thì người ta sẽ ghép nó thành là metin acetylen. Đó, đơn giản vậy thôi nha. Cách gọi tên thông thường của thằng này là metin acetylen, được chưa? Đó, mình gọi theo là mình gọi cái góc này trước rồi mới gọi acetylen cuối cùng nha, chứ không phải là phải xếp theo chữ cái ABC. Là nhiều bạn thắc mắc sao còn chữ này chữ A không gọi nó là acetylen metin là sai nha, mình phải gọi chữ acetylen ở cuối. Cái này không có giống như vần ABCD đâu. Rồi xong chưa? Bây giờ mình bắt đầu qua gọi những cái thằng quan trọng ở dưới nè. Bắt đầu, những thằng này mới bắt đầu các bạn nó thấy nó có nhiều đồng phân đúng không? Nhiều đồng phân thì các bạn phải gọi theo đúng cái quy tắc lúc nãy. Đó là gì? Bước đầu tiên chọn cho cô mạch chính. Thì cô thấy thằng này có hai mạch chính của cô là mạch này đúng không? Nó không có nhánh mà. Nó không có nhánh đâu, cho nên là chọn mạch chính là mạch thẳng luôn. Rồi sau đó đánh số thứ tự. Đánh số thứ tự từ đầu gần liên kết 3, có phải là cô đánh từ đầu này không? Đây số 1, đây số 2, đây số 3, đây số 4 đúng không? Rồi bắt đầu gọi tên nè, bỏ qua cái tên nhánh tại vì nó không có tên nhánh thì bắt đầu tên mạch chính. Tên mạch chính của cô sẽ là gì? 4C là bus đúng không? Đó, 4C là bus. Rồi tiếp theo là số chỉ vị trí liên kết 3. Thì cô có liên kết 3 của cô bắt đầu xuất hiện ở vị trí số 1 cho nên là bus 1. Rồi đuôi là đuôi in, được chưa? Thằng này là bus 1 in, không được gọi tên bus 2 in nha. Thằng này nè, phải bắt đầu cho cô á, cái số chỉ vị trí liên kết 3 là vị trí bắt đầu xuất hiện liên kết 3 là vị trí 1 đúng không? Chứ bạn nói liên kết 3 ở vị trí số 2 nữa nè mà sao không gọi 2 là sai nha.
mình phải gọi cái số chỉ ở cái vị trí bắt đầu xuất hiện liên kết 3, giống y chang như anken là vị trí bắt đầu xuất hiện liên kết đôi vậy đó. Rồi bắt đầu tên gọi của thằng này, cô đánh số nè, có phải là liên kết 3 cô ở giữa mặt không? Đánh từ đầu nào cũng được chứ gì nữa. Đây 1 2 3 4. 1 2 3 4 thì bắt đầu cô gọi là bus gì? Mạch chính 4C bus, liên kết 3 bắt đầu xuất hiện ở vị trí số 2, vậy là bus 2 in được chưa? Rồi xong. Bắt đầu qua đồng phân C5H8 nào. Xem đó là dừng lại từ gọi tên đi rồi dò đáp án với cô sau nha. Bây giờ cô có là thằng này. Cũng không có nhánh luôn đúng không? Đánh số từ đầu gần liên kết 3 là 1, 2, 3, 4, 5, C. 5, C vậy thì nó là 5 là Ben đúng không? 5 là Ben. Ben vị trí liên kết 3, vị trí số 1, Ben 1 in. Được chưa? Đó, dễ chứ có gì khó đâu. Rồi thằng này chọn cho cô vị trí thì đánh... đánh số thứ tự từ đầu nào qua nè. Thì các bạn thôi đánh từ đầu này gần hơn đúng không? Liên kết 3 nó ở gần đầu này hơn, cho nên cô đánh từ đầu này là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mạch chính 5C là Ben. Ben liên kết 2, 3 xuất hiện vị trí số 2, vậy là Ben 2 in. Được chưa? Rồi. Thằng cuối cùng là thằng này. Thì các bạn chọn cho cô mạch chính là... nó có nhánh rồi nè, đúng không? Mạch chính là mạch dài nhất và chứa liên kết 3. Thì mạch dài nhất là mạch này của cô, chứa liên kết 3, được chưa? Rồi sau đó đánh từ đầu gần nhánh hơn, từ đầu gần liên kết 3 hơn, chứ không phải đánh từ đầu gần nhánh hơn, lưu ý cho cô nha. Phải ưu tiên liên kết 3 là 1, 2, 3, 4. Rồi bắt đầu nè, thằng này có nhánh cho nên các bạn phải gọi tên nhánh nè. Tên nhánh, nhánh ở vị trí số 3, vậy là 3. Rồi nhánh là nhánh metin đúng không? Nhánh CH3-metin. Rồi sau đó mới bắt đầu tên mạch chính là mạch chính 4C là bút nè. Đúng chưa? Rồi vị trí liên kết 3 là vị trí số 1, bus 1, rồi đuôi là đuôi in. Được chưa? Và thằng này có tên là 3 mê tiên bus 1 in. Xong, hết. Bây giờ bắt đầu qua gọi tên của thằng C6 nha. C6H10 nè. Rồi, thằng đầu tiên. Thằng này, mạch thẳng không có nhánh thì các bạn đánh đơn giản rồi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mạch 6C, 6 là hex đúng không? Hex, vị trí liên kết 3, vị trí số 1 lại là hex 1 in, được chưa? Rồi tiếp theo, thằng này cũng đánh từ đầu gần nhánh, từ đầu gần liên kết 3 hơn là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, được chưa? Vậy thì câu có là 6C là hex, rồi liên kết 3 vị trí số 2 là hex 2 in. Dễ không? Quá dễ chứ. Đó, việc đọc tới C5 mà còn sai là sao? Tự tắt video, tự dừng video để tự viết, tự đọc đồng phân C6, rồi tự mở lên dò đáp án. Đó, thì có nó mới tiến bộ được, chứ coi của cô không là nhiều khi không nhớ đâu. Coi ra là các bạn coi giống như là nhiều khi vừa xem video cô lại vừa xem phim có khi, cho nên là nhiều khi các bạn coi các bạn không có nhớ đâu. Các bạn phải làm á, cái việc các bạn làm thì các bạn sẽ nhớ được 80-90%, nhưng mà các bạn không làm, các bạn xem thôi, các bạn nhớ dưới 50%, các bạn đảm bảo. Mình phải làm, chứ mà mình phải thực hành thì mình mới nhớ được, được chưa? Rồi bây giờ cô có thằng này thì nó liên kết 3 của cô ở giữa mặt đúng không? Đánh từ đầu nào qua cũng được. Bây giờ nãy giờ đánh từ đầu này qua quen rồi đúng không? Đánh từ đầu này qua 1 lần thử coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. Mạch chính là 6C là hex 3, 3 in nha. Rồi ok. Xong bây giờ qua thằng có nhánh nào. Thằng này có nhánh thì cô sẽ có là gì? Đánh từ đầu có liên kết 3 là đầu này. 1, 2, 3, 4, 5. Nhánh của cô vị trí số 4 đúng không? Là 4 nè, metin nè. Rồi mạch chính 5C là ben. Rồi liên kết 3 vị trí số 1 là ben 1 in, được chưa? 4 metin, ben 1 in. Rồi tiếp thằng này. Đó, bây giờ thấy dễ không? Mình làm đúng theo các bước là mình sẽ làm được. Rồi đánh từ đầu gần liên kết 3 nha các bạn, cho nên phải đánh từ đầu này qua nè. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, vậy thì số 4 là có nhánh 4 metin ben. Mạch chính 5C là Ben. Ben liên kết 3 bắt đầu ở vị trí số 2 là Ben 2 in. Được chưa? Rồi xong. Bây giờ mình qua thằng tiếp. Thằng này. Thằng này sẽ có tên là gì nè? Đánh đầu gần liên kết 3 là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Cái nhánh của cô ở vị trí số 3 cho nên là phải là 3 metin. Rồi. Mạch chính 5C là Ben. Ben 1 in đúng chưa? Rồi. Ben 1 in. Hết. Rồi bắt đầu qua nào. Thằng cuối cùng, thằng này thì chọn cho cô mạch chính. Mạch chính của mình là mạch chứa liên kết 3 và dài nhất là mạch này đúng chưa? Rồi, số 1, số 2, số 3, số 4. Được chưa? Rồi bắt đầu gọi tên thì lưu ý ở vị trí số 3 của cô có hai nhánh. Thì cách gọi tên hai nhánh đó là 3,3. Rồi thêm tiếp đầu ngữ là chữ đi đúng chưa? Rồi nhánh là tên mê tiên, hai nhánh tên mê tiên là 3,3.
3,3 dimethyl, mạch chính 4C là bus, vị trí liên kết 3, vị trí số 1 là bus 1 yên. Được chưa? 3,3 dimethyl bus 1 yên. Xong, hết. Rồi, mình qua hết phần gọi tên rồi nha. Cô dạy rất kỹ, rất chi tiết luôn á. Nhiều khi các bạn không xem những phần trước như là alkan hoặc là alken thì các bạn cũng có thể xem, các bạn có thể hiểu được cái bài này, được chưa? Rồi, cô sẽ qua phần thứ hai, đó là phần... xong, mình đã qua là phần số 1 rồi đúng không? Bây giờ phần thứ hai đó là phần quan trọng nhất, là phần tính chất hóa học các bạn. Tính chất vật lý các bạn tự đọc sách giáo khoa nha. Cái này tính chất vật lý mình biết thôi chứ cũng không có ứng dụng gì nhiều. Cho nên cô sẽ không nói lý thuyết tính chất vật lý ở đây. Cô qua phần số 2 luôn. Đó là tính chất hóa học, phần quan trọng của mình. Rồi tính chất hóa học thì cô có là gì? Trước hết, trước khi qua tính chất hóa học của alkin thì cô nhắc lại một chút nè. Bữa trước cái bài alken cô có nói là gì nè các bạn? Alken cô có nói, alken là bữa trước mình học bài alken, cô có nói là thành alken có một cái liên kết C nối đôi C đúng không? Và trong này nó có một cái liên kết bi. Và cô nói là những thành mà trong phân tử có cái liên kết bi thì nó sẽ tham gia được những cái phản ứng là gì? Cộng đúng không? Rồi oxy hóa đúng không? Và trùng hợp đúng chưa? Đó, ba cái phản ứng mà các bạn không được quên đối với những thành có liên kết bi trong phân tử. Vậy thì bây giờ mình học alkin. Alkin mình vừa học là gì các bạn? Alkin có phải là thành có một cái liên kết 3C nối 3C trong phân tử không? Và lúc này trong này nó chứa gì? Hai liên kết bi đúng không? Nó chứa hai liên kết bi và chắc chắn nó cũng sẽ có tham gia đủ cái ba phản ứng ở trên, đó là cộng nè, oxy hóa nè, trùng hợp nè, chữ cột, được chưa? Đó, nhớ cho cô chữ cột đó là cộng, oxy hóa, trùng hợp. Bạn nào mà không nhớ nữa thì học dễ cho cô, chứ cô cũng không biết chỉ cách nào nữa luôn á. Cái đó là cách dễ nhất, nhớ nhất rồi, được chưa? Rồi bây giờ xong, đó là cái tính chất hóa học. Vậy thì bắt đầu mình qua từng cái tính chất cụ thể, đó là số 1 là phản ứng cộng, được chưa? Thì nhắc lại cho cô luôn, phản ứng cộng mà mình học bài alken thì nó có thể cộng với những thành nào? Thì có phải là mình bài học bài alken nó cộng với gì các bạn? Hydro đúng không? Rồi clo đúng không? Brom đúng không? Rồi gì nữa? HCl, HBr, H2O đúng không? Đó, nó cộng những thằng này đúng không? Vậy thì alkin nó cũng tham gia cộng được với những thằng này. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lần lượt đi tìm hiểu từng cái phản ứng. Đó là phản ứng đầu tiên. Cộng với A đi. Cộng với hydro. Mình tìm hiểu từng cái nha. Cộng hydro trước. Cộng hydro thì cô có là cô sẽ lấy ví dụ của cái thằng dễ nhất, thằng đầu tiên trong dãy đồng đẳng của mình, đó là thằng acetylen á, CH nối 3CH acetylen cộng với hydro. Rồi, thì lưu ý của cô, mình có phải là mình cô nói cái bài alken rồi cứ cộng hydro là phải nhớ cho cô xúc tác niken tê độ nha. Thiếu xúc tác là sai, cho nên phải nhớ cho cô xúc tác của bài này là niken tê độ. Rồi bây giờ mình có cái gì nè, nói một chút luôn. Đây cô nói lại luôn nha. Bữa trước mình học nè, alken đúng không? Mình nói có nó có một cái liên kết bi trong phân tử, thì có phải cô học là alken là cộng với một hydro không? Nó chỉ cộng một hydro thôi. Giả sử là C2H4 là cộng với một hydro thì nó ra được alkano là C2H6. Vậy bây giờ cô có là alkin là thành có hai liên kết bi, vậy cô các bạn dự đoán cho cô là nó cộng được tối đa bao nhiêu hydro các bạn? Có phải cái này là ai cũng dự đoán được không? Thành alken có một liên kết bi thì cộng một hydro, vậy alkin có hai liên kết bi thì nó sẽ cộng được tối đa với hai hydro để nó thành alkan, được chưa? À, vậy cô có là gì? Cái phương trình của cô sẽ có là cộng tối đa với hai hydro nè. Rồi với hai hydro, với hai phân tử hydro thì lúc này nó sẽ cộng với mỗi cái carbon hai hydro thêm vô, thì chỗ này là thành CH3 đúng không? Rồi lưu ý y chang như alken, đó là alken cộng với hydro, nói chung là tham gia phản ứng cộng thì mất liên kết đôi, thì alkin tham gia phản ứng cộng sẽ mất liên kết ba, được chưa? Còn lại liên kết đơn thôi, và chỗ này là CH3. Rồi được chưa? Nó cộng với hai hydro nha, hai phân tử hydro và bốn nguyên tử hydro đó, cho nên nói chung là bốn hydro đi, bốn hydro vô đây thì có nữa chia ra hai hai hydro là thành CH3, chia cho thằng này hai hydro là thành CH3, được chưa? Rồi vậy cô ghi phương trình tổng quát cho cái dạng này luôn nè.
Có phải anh King là CnH2n-2 không? Mà cộng tối đa với hai hero, xúc tác niken tê độ, đúng không? Niken tê độ. Thì cô sẽ thu được ancan tương ứng là CnH2n cộng 2. Đúng chưa? Đó là phương trình tổng quát. Cứ nhớ cho cô, ankin mà cộng tối đa hai hero sẽ thu được ankan ha. Vậy bây giờ cô có nè. Có bạn nào thắc mắc là ừ nó cộng được tối đa và ha với hai hero, vậy có khi nào nó cộng với một hero là nó dừng rồi không? Thì có luôn. Đúng là có luôn. Các bạn, nhiều bạn sẽ thắc mắc cái đó thì chắc chắn có nha. Vậy thì nó cộng với một hero thì điều kiện phản ứng như thế nào để nó dừng lại ở cái chỗ mà nó cộng một hero? Thì chắc chắn nó phải có cái điều kiện đúng không? Chứ không có điều kiện sao nó dừng được. Thì các bạn lưu ý cho cô, để mà cái phản ứng nó dừng lại ở chỗ cộng một hero thì xúc tác của các bạn phải là Baladi, là BD, Baladi, BD trên chì carbonat là BBCO3. Đó, nhớ cho cô xúc tác chắc chắn nha. BD là Baladi nè, trên cho chì là PBCO3. Được chưa? Thì lúc này nó chỉ cộng với một hero thôi, nó dừng lại ở cái giai đoạn cộng một hero. Thì lúc này nó chia cho mỗi thằng carbon một cái hero nữa thì chỗ này là thành CH2. Và lúc này á, các bạn thấy nè, cộng 2 hero thì mất 2 liên kết bi để còn lại một liên kết đơn thôi đúng không? Thì bây giờ cộng với một hero có phải là sẽ mất một liên kết bi đi không? Mất một liên kết đi thì còn có phải là còn lại 2 liên kết đâu. Đúng chưa? Vậy thì chỗ này nó thu được CH2 nối đối CH2 và cái này là alken đúng không? Đó. Vậy thì có phải là các bạn nhớ cho cô là gì? Alkin cộng với một hero xúc tác Baladi trên chì carbonat thì mình thu được alken. Đó, lưu ý. Vậy thì tương tự các bạn tự viết cho được cho bromin hoặc là bút một in, bút bên hai in chẳng hạn, các bạn biết được nha, tự thực hành cho mình nha. Kỹ hơn cô làm cho ví dụ luôn nè. Đây, giả sử cô lấy cái bromin nè, ví dụ nè, CH nối 3C, C nối 3 nối CH3, đây là bromin nhé nữa. Cô cộng với hero mà cô đem xúc tác ở đây là Baladi trên chì carbonat thì nó cộng một hero vô thôi, thì chỗ này cộng một hero là thành CH2 nè, mất một liên kết là còn lại chỗ này hai gạch nè, chỗ này cộng thêm một hero vô là thành CH nè, CH3 viết nguyên lại nè, được chưa? Rồi xong đó, đơn giản các bạn tự viết cho những thằng còn lại nha. Rồi đó là phản ứng cộng với hero. Bây giờ mình qua phần số 2, đó là phản ứng cộng với phần B, đó là cộng clor brom. Clor với brom giống nhau cho nên cô xét chung nha. Rồi bây giờ cộng clorbrom, vậy cô có ví dụ cô lấy là gì? Acetylen luôn đi. Acetylen là CH nối 3 CH. Thì nó ở trên mình vừa nói nó có hai liên kết bi thì nó cộng tối đa với hai hero thì chắc chắn nó cũng sẽ cộng được tối đa với hai clor, được chưa? Cộng với hai clor hoặc hai brom, cô cộng với clor đi, cộng tối đa với hai clor. Và cộng với clor thì nó không có điều kiện gì ha. Rồi thì lúc này nó sẽ chia gì các bạn? Nó sẽ gắn vô mỗi cái carbon hai cái clor đúng chưa? Đây là cộng với hai phân tử clor, có nghĩa là cộng với bốn nguyên tử clor. Thì nó sẽ chia cho mỗi cái carbon hai cái nguyên tử clor. Vậy chỗ này CH nè, nó gắn hai clor vô thì cô ghi là CHCl2 được chưa? Cộng với hai á, với hai phân tử clor thì nó phải mất đi hai liên kết các bạn, thì còn ở giữa lại còn một liên kết thôi. Và chỗ này là CH cũng gắn hai clor luôn, được chưa? Rồi đó, đây là khi phản ứng với hai clo. Và chắc chắn là y như ở trên á, nó cũng có thể dừng lại ở cái giai đoạn là cộng một đúng không? Vậy cô có là nếu như acetylen nè mà cộng với một clo thì lúc này mình sẽ thu được cái sản phẩm là gì các bạn? Bạn tự viết trước nha, đừng viết trước khi xem của cô, nó hay hơn. Lưu ý là cộng với clo và brom nó xảy ra ngay điều kiện thường, nó không có cái điều kiện gì hết. Rồi bây giờ cô có là gì? Cộng cái này thì các bạn thu được gì nè? Cộng với một clo thì nó sẽ chia ra mỗi thằng gắn một clo đúng không? Thì chỗ này là gắn một clo là thành CHCl nè. Cộng một clo thì mất một liên kết thôi, ở giữa còn hai liên kết nha. Rồi CHCl, được chưa? Rồi. Và nó giữa hai cái phản ứng này nó không có điều kiện gì hết, thì các bạn lưu ý á, làm sao không có điều kiện, làm sao mình biết, mình biết là phản ứng nó dừng ở chỗ nào, thì lưu ý đề nó sẽ cho các bạn. Đề nó sẽ cho, ví dụ nó sẽ cho nè, cho acetylen phản ứng với clor theo tỷ lệ mol 1 2, viết phương trình phản ứng đúng không? Hoặc là nó bảo là viết phương trình phản ứng khi cho acetylen phản ứng với clor theo tỷ lệ mol 1 1, thì các bạn nó cho tỷ lệ để các bạn viết nha. Rồi. Bây giờ cô có là gì? Đọc tên cho cô những cái sản phẩm này nè. Đọc tên cho cô sản phẩm này. Thì lúc này cái thằng này no rồi đúng không? Chọn cho cô mạch chính. Mạch chính 2C đúng không? Đánh số thì đây là số 1, đây là số 2.
thì gọi tên là gì? Ở việc lúc này clore mình coi như nó là một cái nhánh, thì chỗ này có hai nhánh clore, chỗ này có hai nhánh clore, có phải là gì các bạn? 1,1 đúng không? Tại vị trí số 1 có hai nhánh, rồi vị trí số 2 có hai nhánh là 2,2. Được chưa? Nó có bốn nhánh đều là clore thì thêm tiếp đầu ngữ là tetra, rồi clore mạch chính 2C là etan nha, tại vì cái mạch này muốn no rồi. No là mạch mình phải gọi là etan, được chưa? No là etan. Rồi tương tự vậy cô gọi tên cho thằng ở dưới nào. Thằng ở dưới là gì? Vị trí số 1 đây, vị trí số 2 có hai nhánh clo đúng không? Vậy là 1,2, rồi hai nhánh là đi. Đi clo, mạch chính của cô 2C và có nối đôi là E gì các bạn? Mạch chính mà có nối đôi là có eten đúng không? Eten hay etilen đều được nha. Eten, anken. Mình gọi nó là 1,2 đi clo eten, được chưa? Rồi vậy thì tương tự với brom các bạn tự biết nha, cô nói với clo thôi. Bây giờ qua phần tiếp theo, phản ứng phần C, đó là phản ứng với cộng với HCl và HBr, nó giống nhau ha. Hai này giống nhau. Rồi cộng với HCl và HBr thì mình có cái phản ứng như thế nào nè. Bây giờ mình cũng cô cùng lấy cái ví dụ của cái acetylen luôn. CH nối 3CH cộng với HBr đi, HCl đi. HCl đi. Rồi, vậy thì cô có là gì? Bây giờ cô biết chắc chắn á, nó cộng với cái gì nó cũng sẽ cộng được với tỷ lệ 1,1 và 1,2 y chang ở trên các bạn. Bây giờ cô viết tỷ lệ 1,1 trước ha. Tỷ lệ 1,1 thì lúc này các bạn xét cho cô nè, hai cái carbon này á có phải là hai carbon này giống nhau không? Cộng với cái tác nhân mà HCl là tác nhân bất đối xứng, các bạn xem lại ở cái bài anken ha. Thì tác nhân bất đối xứng là nó sẽ có sản phẩm chính, sản phẩm phụ đó các bạn. Cứ cộng với tác nhân bất đối xứng là HCl, HBr, H2O thì nó sẽ có sản phẩm chính, sản phẩm phụ. Thì lúc này các bạn lưu ý cho cô hai cái carbon của mình này, hai carbon mang liên kết 3 này nó giống nhau đúng không? Nó đã giống nhau thì có nghĩa là nó cộng với thằng nào gắn hydro, thằng nào gắn clo cũng như nhau, cho nên nó chỉ cho một sản phẩm thôi. Nó không có sản phẩm chính phụ. Đối với cái thằng nào mà bất đối xứng cơ, nó mới cho sản phẩm chính phụ. Chút nữa cô sẽ lấy ví dụ cho cái sản phẩm chính phụ ở dưới nha. Bây giờ thằng này trước hết là các bạn thấy hai carbon này giống nhau nè, cho nên nó chỉ cho một sản phẩm thôi. Tại vì mình gắn hydro chỗ chỗ nào, clo vô chỗ nào cũng được mà, đúng không? Cho nên cô gắn hydro vô đây thì cô có là gì? CH2 nè. Rồi cộng với một HCl thì mất một liên kết thôi nha, các bạn phải nhớ cái đó cho cô. Rồi còn lại một cái liên kết đôi. Rồi đây là CH, rồi gắn clo vô, được chưa? Rồi cộng với một HCl rồi thì các mình cũng có thể cộng với hai HCl. Cô biết với phản ứng cộng hai HCl nè. CH nối 3CH cộng với hai phân tử HCl thì mình sẽ thu được gì? Đây, hai HCl thì lúc này lưu ý cho cô nha. Đây nè, nhiều bạn hào phóng lắm là gì, mình giờ mình chia đều đi, mình chia đều mỗi thằng gắn mỗi clo, mỗi thằng gắn mỗi hydro là sai nha. Các bạn nói cho cô nè, hai HCl là nó phân ra hai H và hai clo đúng chưa? Thì lúc này á nó sẽ gắn nè, nó sẽ phân đều, nó sẽ phân không phân, nó không chia là hai clo chia cho thằng này clo, thằng này clo chia chơi công bằng là không được nha. Nó đi theo kẹp các bạn, có nghĩa là hai H nó vô trùng chỗ, hai clo nó vô trùng chỗ chứ nó không chia đều đâu. Cho nên cô có là gì? Hai cái hát này nó vô chung carbon này thì hai clo nó phải vô chung một carbon chứ không chia nha, không chia đều là mỗi thằng cứ gánh mỗi clo đâu, không chơi công bằng đâu, nó chơi tầm bậy vậy đó, nó chơi gian vậy đó, là đi theo cặp, nó đi theo cặp là hai hydro vô chung chỗ này, chỗ này thành hai hydro là thành CH3 đúng không? Rồi cộng với hai HCl thì mất hai gạch đi, còn lại một gạch thôi, và lúc này là thằng này gánh hai clo là thành CHCl2, được chưa? Rồi sau đó mình bắt đầu gọi tên nè. Trước khi gọi tên thì cô lưu ý cho các bạn một chút, đó là gì? Ở cái phần mà phản ứng với HCl á, khi phản ứng với một HCl nó có điều kiện các bạn, để mà dừng lại tại cái giai đoạn cộng một HCl thì các bạn nhớ cho cô cái điều kiện của phản ứng này là mình dùng thủy ngân clorua và nhiệt độ T độ. Nhiệt độ chính xác là mình dùng khoảng từ 150 đến 200 độ C, nhưng mà các bạn không cần nhớ, các bạn ghi T độ cho cô là được rồi, được chưa? Nhớ đi là thi phải viết đủ điều kiện nha. Còn ở cái phần này là chỉ cần ghi T độ xúc tác thôi là được rồi. Cộng với 2 HCl thì không cần điều kiện gì hết. Nó cộng tuốt luôn các bạn, không cần điều kiện gì.
Không có điều kiện gì thì cộng tối đa với 2HCl. Còn nếu như có điều kiện là thủy ngân cloro thì cộng với 1HCl. Rồi mình gọi tên luôn nè. Mình gọi tên cho cô cái thằng này thì các bạn lưu ý cho cô một chút. Cái góc này là cái góc mà các bạn sẽ gặp nó suốt đến năm cả năm lớp 12 luôn. Thì các bạn phải nhớ nó nha. CH2 nối đôi CH. Cái góc này là góc vinin cho cô. Được chưa? Góc này là góc vinin, CH nối đôi CH là góc vinin. Rất hay gặp và gặp luôn tới tận lớp 12 cho nên phải nhớ. Vậy thì thằng này cô sẽ gọi nó là góc này là vinin nè. Gắn clo thì gọi là vinin clorua, được chưa? Vinin clorua. Xong. Thằng ở dưới mặt của cô 2C vị trí số này vị trí số 1 đúng không? Đánh từ vị trí có số nhánh là nhánh clo nè. Vị trí số 1 có hai nhánh clo thì cô đổi là 1 đúng không? Rồi đi gì các bạn? Đi clo rồi mặt 2C no là etan cho nên thằng này là 1 đi clo etan, được chưa? Rồi đó là cô viết cái thằng cô vừa nói đó là cô viết cho cái thằng A acetylene là thằng ankin đối xứng, 2C này giống nhau. Vậy bây giờ cô viết cho một cái thằng ankin không đối xứng, đó là thằng bromin, thử thì nó sẽ có cái gì. Đây, thằng ankin không đối xứng nè. Lúc này các bạn thấy hai cái C mang cái liên kết 3 nó không có giống nhau đúng không? Cho nên nó gọi là ankin không có đối xứng. Cộng với một cái tác nhân bất đối xứng, bây giờ cô cộng với HBr đi. Thì nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có cái gì khác thì lúc này như lúc nãy cô nói đúng không, thì lúc này nó sẽ cho sản phẩm chính, sản phẩm phụ. Thì mình cũng xác định sản phẩm chính, sản phẩm phụ theo quy tắc Markov-Nikov tương tự so với cái bài anken á. Thì bây giờ mình nhớ lại ha, có phải là mình có là gì, nó sẽ ưu tiên gắn cái góc brom này nè vào chỗ carbon ít hydro hơn cho sản phẩm chính không? Cho nên lưu ý brom của cô sẽ gắn vô cái vị trí này các bạn. Đó, vị trí này đúng không? Mình xét hai carbon mang liên kết 3 thôi nha. Carbon này ít hydro hơn cho nên brom sẽ ưu tiên gắn vô carbon ít hydro hơn cho sản phẩm chính. Rồi hydro sẽ vô cái carbon còn lại là carbon này. Vậy cô bắt đầu cô viết sản phẩm nào. Cô viết sản phẩm. Thì cô có là gì? Thằng này gắn một hydro là đành CH2. Gắn cộng với một HBr thì mất một liên kết thôi, còn ở giữa liên kết đôi được chưa? Rồi cái clo, cái carbon này gắn brom là CBr, rồi CH3 cô viết nguyên lại nè, được chưa? Rồi đó. Đơn giản vậy thôi. Và lúc này cũng có điều kiện xúc tác tê độ luôn. Các bạn ghi cho cô xúc tác tê độ thôi là được rồi, được chưa? Nó cộng muốn dừng lại giai đoạn cộng một thành là nó phải có xúc tác tê độ. Rồi bây giờ cộng với 2HBr thì nó có cái gì? Các bạn tự viết đi. CH nối 3C CH3. Mà cộng với tối đa với 2HBr thì như lúc nãy ở trên á là cũng phải cộng theo cạp luôn nha. Nó cho 2 hydro nè. Đây nè, gồm 2 hydro nè. Và 2 brom nè, đúng không? Nó đi theo cạp. 2 hydro vô chung chỗ và 2 brom vô chung chỗ. Thì theo quy tắc Markov-Nikov thì nó cũng vô 2 brom vô carbon ít hydro hơn cho sản phẩm chính và 2 hydro vô carbon còn lại, được chưa? Vậy thì cô có là gì? Chỗ này cộng 2 hydro là thành CH 3 đúng không? Rồi, cộng với 2HBr thì mất 2 gạch còn 1 gạch thôi nè. Đó, cô nói đi nói lại là các bạn phải nhớ phần đó cho cô nha. Cộng với 1 thì mất 1 mà cộng với 2 thì mất 2 gạch. Đó, chứ không biết sai đó. Rồi lúc này cái C này thì gắn 2 brom vô là CBr2 đúng chưa? Rồi CH3, được chưa? Rồi ok. Rồi xong, đó cô lấy ví dụ rồi và tương tự những cái thằng khác các bạn tự viết nha. Giờ mình qua phần cuối cùng đó là phản ứng cộng D, đó là phản ứng cộng nước. Cộng nước cho cô, phần cuối cùng ở đây. Cộng nước chính là cộng HOH đúng không? Mình đã gặp bài anken rồi nha. Bây giờ cộng HOH, cô lấy ví dụ acetylene. Cộng với nước HOH. Được chưa? Nước là HOH. Thì lúc này mình có sản phẩm là gì? Thì lưu ý ở đây nó cộng một nước thôi các bạn. Cộng một nước và xúc tác ở đây mình có là thủy ngân sunfat và axit H2S4 đó. Nhớ cho cô cái phản ứng này, cái phản ứng này rất hay gặp trong chuỗi phản ứng luôn. Rồi nha, cái thằng acetylene này rất hay gặp trong chuỗi phản ứng cho nên các bạn phải lưu ý cho cô nha. Rồi bây giờ cô có là gì? Nó cũng cộng vô đúng không? Nó phân ra H cộng vô carbon nè, OH cộng vô carbon vậy thôi. Vậy cô có là gì? Thằng này thành CH2 đúng không? Rồi cộng với một nước thì mất một liên kết, mắc một gạch còn một hai gạch nè, rồi cái này CH gắn OH vô nè, đúng không? Thành CHOH. Rồi
thì các bạn lưu ý cho cô nè, cái chất này các bạn đặc biệt lưu ý cho cô một chút. Cái thằng này nè, khi mà có cái OH nó gắn lên cái carbon có liên kết đôi á, thằng này kém bền các bạn. Vì sao nó kém bền thì các bạn đợi đến học bài ancol rồi cô sẽ lý giải kỹ hơn ha. Còn bây giờ mình cứ chấp nhận nó là kém bền đi. Nó kém bền và nó không bền, nó bị phân hủy, nó tạo thành cái chất này các bạn, thành cái chất là CH3CHO. Đó, bắt buộc cái phương trình này các bạn phải thuộc cho cô nha. Đó là mình không có viết nè. Khi các bạn viết phương trình các bạn bỏ qua giai đoạn này. Cái chỗ này là cô viết để lý giải cho các bạn thôi. Các bạn bỏ qua, các bạn viết là CH nối 3CH cộng với nước thì xúc tác là thủy ngân sunfat trên H2S4 cho ra thằng này, được chưa? Và thằng này có tên là aldehyde acetic. Aldehyde acetic, được chưa? Đó, để mình biết tên để chi mình làm chuỗi phản ứng. Rất rất nhiều chuỗi phản ứng người ta cho tên nhưng người ta không có cho cái công thức đâu các bạn. Được chưa? Rồi bây giờ mình qua cô nói thêm một cái ví dụ nữa. Giả sử cô cho bromin đi. Bromin là CH nối 3C nối 3CH3 cộng với nước. Xúc tác cũng là thủy ngân sunfat nha các bạn. Rồi cũng là H2S4 luôn. Thì cô có là gì lúc này á, thì các bạn thấy nha, cộng với tác nhân bắt đối xứng thì OH á là nó phải gắn vô carbon ít hydro hơn, còn H là vô cửa carbon nhiều hydro hơn. Cái này là nhiều rồi nha. Vậy thì chỗ này nó thành CH2 nè, rồi cộng với một nước là mất một gạch còn hai gạch nè, rồi cái C này gắn OH là COH, rồi chỗ này là CH3, được chưa? Rồi cũng như thằng ở trên luôn các bạn, cái thằng này kém bền luôn các bạn. Kém bền tại vì các bạn thấy là gì, có cái OH gắn vô cái carbon mang liên kết đôi nè, nó kém bền và nó phân hủy, nó tạo ra cái chất này các bạn, đó là cái chất C, rồi C nối đôi O, CH3, được chưa? Và chất này là người ta có tên là acetone, chất này có tên là acetone. Rồi acetone là nước tẩy rửa móng tay đó các bạn. Bạn nữ nào mà hay xài sơn móng tay rồi mình tẩy thì nó dùng cái chất đó, là cái chất acetone nè, thằng này là acetone, được chưa? Vậy hai cái phản ứng này các bạn nên nhớ cho cô. Cái thằng ở trên, phản ứng trên là hay gặp trong chuỗi phản ứng nè. Rồi những cái phản ứng ở trên mình cũng phải coi đi coi lại nha. Tính chất của nó khác với alkene chút đó, tại vì nó có hai liên kết bi cho nên nó sẽ tham gia được với phản ứng được cộng với tối đa hai phân tử, và nó có thể dừng lại ở phản ứng một phân tử và phải có điều kiện thích hợp, được chưa? Các bạn phải nhớ cho cô như thế, đừng có học vẹt, mình phải nhớ là nó cộng như thế, nó phải có điều kiện như vậy. Để nhớ dai thì các bạn làm cho cô nhiều bài tập á, làm cho cô nhiều phản ứng, nhiều chuỗi phản ứng các bạn sẽ nhớ dai thôi nha. Rồi bây giờ mình qua phần tiếp theo, đó là phản ứng lúc nãy là mình có cái gì nè. Lúc nãy cô nói gì các bạn? Đây, nói lại nè, alkin đúng không? Nó sẽ tham gia được đủ phản ứng là cộng, oxy hóa và trùng hợp. Thì cái phản ứng oxy hóa đây mình sẽ tìm hiểu nè, y chang như alken là phản ứng với KMnO4 và phản ứng đốt cháy là cộng với oxy các bạn. Nó có hai cái phản ứng này, nhưng mà cái phản ứng cộng với KMnO4 mình sẽ không tìm hiểu ở đây. Mình sẽ không tìm hiểu ở đây mà mình coi như là mình biết là nó có là mắc màu thú tím như giống như alken. Còn phản ứng đốt cháy với oxy lát nữa ở cuối bài cô sẽ nói, được chưa? Vậy thì bây giờ cô qua cái phản ứng còn lại luôn, đó là phản ứng trùng hợp. Được chưa? Phản ứng trùng hợp. Phần số 2 đó là phản ứng trùng hợp. Trùng hợp ở đây thì người ta không có dùng trùng hợp N phân tử các bạn, mà người ta chỉ dùng ở cái phản ứng là dime hóa và trime hóa thôi. Người ta chỉ tìm hiểu hai loại phản ứng này thôi. Trùng hợp có nghĩa là gì các bạn? Trùng hợp là người ta đem trùng hợp N phân tử các bạn. Đây là trùng hợp, được chưa? Nó tạo ra polymer. Bữa trước mình nói rồi, polymer. Thì cái chữ polymer, poly có nghĩa là nhiều các bạn, là có nghĩa là biểu thị cho chữ N là nhiều. Còn bây giờ cô đem dime hóa thôi. Dime hóa thì đi là hai đúng không? Có nghĩa là cô trùng hợp hai phân tử thôi, là hai phân tử thôi. Còn nếu như đem dùng trime hóa, tri là số 3 đúng không? Cho nên cô trùng hợp 3 phân tử thôi, được chưa? Có nghĩa là alkin nó không tham gia phản ứng trùng hợp N phân tử, nó chỉ là dime hóa là trùng hợp 2 phân tử là và trime hóa là trùng hợp 3 phân tử thôi, được chưa? Và cái thằng duy nhất các bạn gặp ở đây đó là thằng acetylene thôi các bạn, nhớ cho cô acetylene thôi. Cô đem trùng hợp acetylene là đem 2 phân tử này nè. Cái phản ứng này các bạn bắt buộc phải thuộc cho cô, chắc chắn gặp trong đề thi luôn. Có nghĩa là miễn mà các bạn làm bài kiểm tra một tiết 15 phút hay là thi học kỳ chẳng hạn, thì chuỗi phản ứng chắc chắn nó gặp thằng này. Không gặp trong chuỗi phản ứng thì cũng sẽ gặp trong phản ứng, kiểu như là người ta yêu cầu là thực hiện các phản ứng sau đúng không, thì chúng sẽ gặp luôn. Thì các bạn lưu ý cho cô cái phản ứng này các bạn chỉ cần ghi xúc tác tê độ thôi. Còn bạn nào kỹ nữa thì nhớ chắc chắn xúc tác
ở phản ứng này là đồng clorua và amoni clorua, có nghĩa là CuCl2 NH4Cl và có nhiệt độ khoảng trên 80 độ C các bạn. Thì nó sẽ trùng hợp, nó tạo ra thành như sau. Đó là thành có công thức như sau: CH nối 3 C, C nối đôi CH. Rồi, các bạn học cho cô cái chất này cho cô nha. Cái chất này cho cô. Còn lý giải vì sao nó mệt lắm các bạn ơi, cho nên là thành ra bạn nhớ cho cô luôn. Các bạn nào muốn hiểu thì cũng có thể hiểu như sau nè. Tôi lý giải luôn đi cho đến nhiều khi bạn thắc mắc vì sao nó có cái chất đó. Các bạn đem trùng hợp đó là cô đem nối hai thằng này lại với nhau các bạn. Nối hai thằng này lại với nhau đó là đem hai phân tử C nối 3C nối lại với nhau là thành 4C đúng không? Thì lúc này các bạn lưu ý cho cô nè, khi mà cô đã gắn vô đây nè, cái góc đầu tiên của cô đây là CH đúng không? Cái carbon này á, nó đã đủ bốn gạch xung quanh rồi, cho nên nó thành ra nó mắc hiro, mắc một cái hiro chỗ này đúng không? Thì cái hiro này nó sẽ bị chuyển qua cho cái hiro, cho cái carbon cuối cùng các bạn. Thành carbon cuối cùng của cô nó chỉ có hai hiro, mà nó đã có hai hiro có nghĩa là chỗ này chỉ còn có thể là hai gạch thôi, hai gạch để nó thỏa mãn cái hóa trị 4 của mình á. Đó, cho nên thành ra là, lúc này là gì, cái carbon này nó còn một cái hát nữa để nó đủ hóa trị 4. Và cái chỗ này nó chỉ có thể là nối đôi thôi chứ không còn nối ba nữa, được chưa? Rồi, đó là cách hình thành của cái phân tử này. Rồi cô nói luôn cái tên gọi của cái chất này nè các bạn. Nhớ cho cô cái tên gọi. Lúc nãy cái góc này mình có gặp chưa các bạn? C mà nối 3 với C, người ta gọi góc này là góc acetylene đúng không? Rồi, còn cái góc này á là cái góc gì các bạn? CH2 nối đôi CH, lúc nãy mình đã gặp cô lưu ý rồi, đó là góc vinin đúng không? Góc vinin, cho nên thành ra cái tên của cái chất này á mình sẽ gọi như sau, đó là vinin acetylene. Mình gọi cái đuôi acetylene ở phía sau nha, chứ không phải là do cô không có đọc theo bảng chữ cái ABC đâu, là A đọc trước là acetylene vinin đâu. Mình gọi theo cái quy tắc là acetylene đứng cuối, và cách này gọi là vinin acetylene. Và công thức phân tử của thằng này các bạn nhớ cho cô luôn nè, công thức phân tử, nó có công thức phân tử các bạn đếm 4C đúng không? C4H mới các bạn, H4 luôn đúng không? Đếm chi, khi các bạn làm chuỗi phản ứng á, nhiều khi người ta không cho tên, người ta lại ghi là từ C2H2 đúng không? Ra C4H4 thì các bạn biết nó là vinin acetylene để các bạn biết cái phản ứng này. Rồi, đó là phản ứng dime hóa, đây là dime hóa nha. Dime hóa nè. Rồi phản ứng tiếp theo đó là phản ứng trime hóa. Phản ứng trime hóa đó là cô đem cô trùng hợp 3 lần cái phân tử acetylene. Được chưa? 3 vài lần thì lúc này nó sẽ tạo ra cái thằng này các bạn. Nếu như cô viết phân tử thì cái này là gì? C nè, các bạn, nếu như cô viết phân tử nha, C2H2 nè. Đem trùng hợp 3 lần, xúc tác ở đây các bạn nhớ cho cô là carbon và 600 độ C nha. Carbon 600 độ C, phải nhớ nha, 600 độ C. Carbon chứ như bạn nào ghi thiếu điều kiện là sai. Rồi, nhân 3 lần nó lên các bạn, C2 mà nhân 3 là thành C6 đúng không? 6H. Đó, C6H6. Thằng này là benzen các bạn, mình sẽ học bài benzen ở hydrocarbon thơm, được chưa? Rồi thằng này nếu như viết ở phương dạng cấu tạo thì cô có là gì, nó tạo ra cái bằng benzen. Các bạn vẽ cho cô một cái lục giác đầu, một cái lục giác đầu được chưa? Rồi trong đó các bạn vẽ cho cô ba cái liên kết đôi nó xen kẽ như thế này. Đó, thằng này benzen được chưa? Đó là công thức cấu tạo của benzen. Rồi xong, đó là cái phản ứng trùng hợp dime hóa và trime hóa. Bây giờ mình qua phần tiếp theo, đó là một cái phần lớn, phần số 3. Phần số 3 phản ứng quan trọng nha. Quan trọng. Đặc trưng chỉ có ở alken thôi, chỉ có ở alkin thôi, mà alken không có. Alken là nãy giờ mình tìm hiểu nè, phản ứng cộng, phản ứng oxy hóa, phản ứng trùng hợp là có hết rồi đúng không? Rồi bây giờ mình qua phản ứng đặc trưng riêng chỉ có ở alkin, đó là phản ứng thế bằng ion kim loại. Phản ứng thế ion kim loại. Phản ứng thế bằng ion kim loại ở đây thì lưu ý cho cô, các bạn đánh cho cô một cái dấu hoa thị, lưu ý cho cô nha. Đó là gì? Các cái an một in. Tham gia phản ứng với bạc nitrat trong môi trường NH3 là sẹt một sẹt trên NH3 ha, tạo kết tủa màu vàng. Bạn nhạc ha. Rồi đó, cái câu này lưu ý, các an một in tham gia phản ứng với bạc nitrat trong môi trường NH3 tạo kết tủa màu vàng.
Vậy mình đọc cái câu này có hiểu gì không các bạn? Không hiểu gì hết, đúng không? Chưa hiểu gì hết thì cô lại lý giải nè. Thứ nhất, An Mục Yên là cái gì? An Mục Yên là các An Kinh. Có cái liên kết C nối 3C đầu mạch các bạn. Có phải là những cái An Kinh mà có cái liên kết C nối 3C đầu mạch thì mình gọi là Bút Mục Yên, Ben Ha Mục Yên gì đó, đúng không? Thì nó sẽ gọi là, người ta gọi chung nó là An Mục Yên, được chưa? Rồi, và lúc này ta có là gì? Ví dụ, cô có ví dụ luôn. Ví dụ cụ thể luôn nè. Ví dụ cô có là, cô viết thành acetylene trước đi. Cộng với bạc nitrat. Rồi lưu ý phải cộng với NH3 nữa ha. Rồi phản ứng này xảy ra ở điều kiện thường. Thì nó sẽ tạo ra gì nè các bạn? Mình học cái phản ứng này sẽ bản chất của nó là bạc sẽ vào thế. Mình đọc cái tiêu đề đúng không? Phản ứng thế bằng ion kim loại. Thì ion kim loại của mình ở đây là bạc. Bạc nó sẽ vào thế chỗ của hydro trong cái carbon mang liên kết 3 các bạn. Đây, bạc nó vào thế chỗ của hydro nha. Nó đổi hydro ra thì chỗ này có phải là C. Nó thế chỗ của hydro là thành CaR không? Cái đây là phản ứng thế, không phải là phản ứng cộng nha các bạn. Cho nên lưu ý cái liên kết 3 vẫn còn y nguyên nha. Lưu ý cho cô, đây là phản ứng thế, không phải phản ứng cộng, cho nên liên kết 3 vẫn còn y nguyên. Và chỗ này là CaR luôn, được chưa? Rồi lúc này cái NH3 này nó sẽ kết hợp với cái NO3, nó tạo ra muối NH4 NO3 các bạn. Rồi cân bằng của cái phản ứng này như sau, mình thấy đúng không? Phía sau có hai bạc cho nên cô phải cân bằng hai bạc nitrat ở đây. Hai này có hai góc NO3 thì phải cân bằng là hai góc NO3 đây. Và lúc này có hai góc NH4, cô cân bằng hai góc NH3, được chưa? Rồi đó là cái phản ứng của cái acetylene với cái bạc nitrat. Nó tạo ra cái sản phẩm này là một cái kết tủa màu vàng nhạt, kết tủa vàng, được chưa? Tên gọi của thằng này là bạc acetylua các bạn, bạc AC acetylua, được chưa? Các bạn phải nhớ tên để lỡ làm chuỗi phản ứng người ta cho bạc acetylua mình biết nó là cái gì. Rồi đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ số 2, cô cho giả sử bromin đi, CH nối 3CH CH3 cộng với bạc nitrat trong môi trường NH3. Thì lúc này các bạn thấy nè, nó có thế được hai bạc giống như ở trên không các bạn? Mình học bản chất là nó thế chỗ của hydro trong carbon mang liên kết 3, đúng không? Thì lưu ý là trong cái hai cái carbon mang liên kết 3 chỉ có cái carbon này có H thôi. Cho nên bạc nó chỉ thế được vị trí này thôi. Nó chỉ thế một chỗ thôi, được chưa? Vậy sản phẩm của cô là C nè. Chỗ này là thành CaR, đúng không? Liên kết 3 giữ nguyên. Rồi cái carbon này không có thế được gì hết, viết nguyên lại. Rồi CH3 viết nguyên lại. Rồi sản phẩm của cô luôn luôn là có sản phẩm phụ là NH4, NO3, được chưa? Rồi lúc này cộng một bạc thôi nha. Vậy thì cô có là gì? Hệ số cân bằng 111 bằng hết, được chưa? Rồi đó là của cái bromin. Và bây giờ cô có nè, ví dụ cô có cái chất này các bạn. CH3 rồi nối CH3 cộng với bạc nitrat trong môi trường NH3. Rồi, thì cái chất này nó có tham gia phản ứng được không các bạn? Thì lúc nãy cô nói rồi đúng không? Bản chất của cái phản ứng này là gì? Là phản ứng bạc vào thế chỗ của hydro trong cái carbon mang liên kết 3, đúng chưa? Vậy cô quan sát ở đây nè, hai carbon mang liên kết 3 này có hydro không các bạn? Nó không có hydro đúng không? Nó không có hydro cho nên suy ra làm sao nó thế được? Cho nên thành ra thằng này không phản ứng được với bạc nitrat trong môi trường NH3. Và cái này các bạn thấy nè, nó không phải là an mục yên. Cái liên kết 3 của nó ở giữa mặt chứ không phải đầu mặt, đúng không? Đó, an mục yên nha, lưu ý an mục yên là những cái thằng có liên kết 3 đầu mặt mới tham gia được phản ứng này thôi. Thằng này liên kết 3 giữa mặt cho nên không tham gia được phản ứng này. Đó, các bạn lưu ý cho cô nha. Và thằng này mình đọc tên của nó có phải là Bút 2 in không? Đó, Bút 2 in là liên kết 3 vị trí số 2 rồi. Cho nên không tham gia được phản ứng trắng, tham gia được phản ứng thế với bạc, tạo kết tủa màu vàng. Kết tủa này cũng màu vàng luôn nha. Rồi, cái này cũng lưu ý cho cô luôn. Đó là gì? Các bạn nhìn nè, trong tất cả những chất thì chỉ có acetylene là thằng duy nhất phản ứng được với hai bạc nitrat, đúng không? Thế được hai bạc thôi, còn lại những thằng khác chỉ thế được một bạc. Đó là cái lưu ý thứ hai. Rồi, được chưa? Đây là cái phản ứng thế ion bạc. Rồi xong, bây giờ mình qua cái phản ứng cuối cùng, đó là phản ứng đốt cháy các bạn. Phản đốt cháy. Phản đốt cháy nha. Phản quan trọng bài toán. Nó sẽ gặp trong bài toán. Bao giờ mình cũng làm có bài toán đốt cháy đúng không? Phản cháy, phản số 3, phản cháy. Rồi viết phương trình phản ứng cháy của alkene ra nào các bạn. Alkene ra nào. Alkene của cô có công thức tổng quát là CnH2n-2 đúng chưa? Phản ứng cháy là đem cộng với oxy T độ thì chắc chắn cô thu được sản phẩm là CO2 và nước. Rồi cân bằng phương trình này nào. Cân bằng phương trình này thì cô có là gì?
có N carbon thì có phải là NCO2 không? Rồi chỗ này nước là 2N-2 thì có phải là cô lấy hệ số 2 ra làm chân chủ chung nè. Chỗ này có hệ số 2 sẵn rồi thì còn lại là N-1 nước đúng không? Rồi đến tổng oxy để cân bằng oxy phía trước. Thì tổng oxy chỗ này là 2N nè đúng không? Cộng với oxy chỗ này là N-1 đúng không? Cộng với N-1 thì tổng là bằng 3N-1 đúng chưa? Vậy cô sẽ cân bằng ở đây là 3N-1 chia 2. Tại vì chỗ này có hệ số 2 sẵn rồi cho nên phải chia 2 đây ha. Rồi các bạn nhận xét cho cô nè, nhận xét cho cô nè. Cái mối liên hệ giữa số mol của CO2. Những cái lưu ý các bạn cần nhớ để mà đốt trong cái bài này. Nhận xét cho cô số mol CO2 và số mol nước nè. Bữa trước mình học những cái bài alken rồi đúng không? Bạn nào nhớ không? Các bạn nào nhớ không? Khi đốt cháy alken thì sao các bạn? Alken thì cho số mol CO nước lớn hơn số mol CO2 đúng không? Rồi, alken thì sao các bạn? Alken thì cho số mol CO2 bằng số mol nước đúng chưa? Rồi vậy bây giờ mình học cái bài này là alkin thì nó có mối liên hệ gì nè? Mình nhìn cho cô hệ số cân bằng các bạn. Hệ số cân bằng của CO2 là N, hệ số cân bằng của nước là N-1. Có phải là N thì lớn hơn N-1 không? Cho nên suy ra số mol của CO2 lớn hơn số mol nước. Mình so sánh dựa trên cái hệ số cân bằng á. Vậy là alkin nhớ cho cô ha. Khi đốt alkin cho số mol CO2 lớn hơn số mol nước. Đó, để anh chị lỡ mình gặp một cái bài toán người ta cho nè. Đốt một cái hydrocarbon thu được số mol CO2 là 0,2 mol và 0,1 mol nước chẳng hạn, đúng không? Người ta cho như thế thì người ta chưa cho biết là hydrocarbon đó là alkan, alken hay alkin. Thì mình dựa trên số mol nước mình thấy người ta cho số mol CO2 lớn hơn số mol nước cho nên suy ra nó là alkin, được chưa? Còn nếu như bằng là alken, còn lớn hơn nước, lớn hơn CO2 là nó là alkan vậy thôi. Đó là cái điều thứ nhất mình rút ra được. Cái thứ hai mà các bạn cần nhớ để làm bài toán đốt cháy á của cái alkin đó là gì? Khi cô lấy số mol CO2 á mà cô trừ đi số mol nước thì cô sẽ có được số mol của alkin, được chưa? Đó là công thức thứ hai cô cần nhớ. Đây nè, mình lấy hệ số của CO2 trừ hệ số của nước là N trừ cho N. N trừ cho N trừ 1 đó nè các bạn thấy nè. Nha. Cô lấy N nè, trừ cho N trừ 1. Có phải là nó vẽ bằng là N rút gọn nè. Đổi dấu là còn lại 1 không? 1 chính là hệ số cân bằng của alkin. Cho nên lúc này cô lấy số mol CO2 trừ số mol nước thì nó sẽ ra được số mol alkin, được chưa? Rồi bây giờ công thức thứ 3 đó là cô tính cái số carbon. Số carbon chính là hệ số N nè. Khi mình muốn giải được công thức phân tử của một cái alkin, alkan hay an gì đi chăng nữa thì các bạn phần phải giải cho cô được N bằng mấy, được chưa? Vậy thì N ở đây sẽ bằng là số mol, lấy số mol CO2 chia cho số mol của alkin. Mà số mol alkin có phải cô tính ở trên là bằng số mol CO2 trừ số mol nước không? Cho nên nó bằng luôn là số mol CO2 trừ chia cho số mol CO2 trừ số mol nước. Đây là công thức các bạn cần nhớ đóng khung cho cô nha. Nhiều bạn sẽ đọc sách hoặc là tìm hiểu những cái công thức ở trên mạng, nó sẽ đưa ra công thức như thế này thì các bạn không có biết vì đâu có được công thức như thế này đúng không? Thì các bạn lưu ý cho cô ha. Rồi đó, đóng khung cho cô ba công thức này để cần nhớ. Rồi xong, đó là phần cháy. Một phần cuối cùng để các bạn cần nhớ cho cô, đó là phần 3 là nãy là phản ứng điều chế. Tại sao phần này điều chế nó liên quan đến chuỗi phản ứng, gặp nhiều trong chuỗi phản ứng cho nên cô nói luôn để các bạn nhớ nha. Những cái phản ứng này rất hay gặp trong chuỗi phản ứng nha. Rất hay gặp, cô đảm bảo với các bạn luôn. Rồi, phản ứng thứ nhất, điều chế ở đây cô nói về điều chế acetylen thôi. Thứ nhất đó là cô lấy CH4 từ điều chế từ metan, cô đem nung cái chất này ở nhiệt độ 1500 độ C và nhớ cho cô phải có điều kiện là làm lạnh nhanh, được chưa? Đó. Cái phản ứng này hầu như là 100 đề kiểm tra thì có 99 đề là có cái câu này, có cái phản ứng này, cho nên cô đảm bảo các bạn là cái phản ứng này các bạn gặp miết luôn á, và phải nhớ cho cô thuộc lâu lâu luôn á. CH4 và nhớ chính xác điều kiện nha, 1500 độ C đem làm nạm nhanh thì thu được C2H2 là acetylen và hydro. Lúc này cô cân bằng nè, chỗ này 2 hydro thì này là 2 nè. 2 này thì 8H chỗ này 2 rồi thì còn 6H là chỗ này 3H, được chưa? Rồi sau đó còn một cái phương trình điều chế nữa, đó là cô đi từ CaC2, cô cho thằng này vô nước thì cô sẽ thu được là CaOH 2 lần và khí acetylen C2H2, được chưa? Rồi cân bằng nào, 2 carbon, 2 1 canxi, đúng rồi. Này là 4H thì 2 nước, được chưa? Rồi, cái phản ứng này thì xảy ra ở điều kiện thường. Thằng này có tên là canxi carbua hay còn gọi là có tên là đắc đèn. Mình biết tên của nó để thi nó cho tên thì các bạn biết làm, được chưa? Đó, tên gọi khác của nó là đắc đèn. Rồi hết nha.
hết đó. Còn phần điều chế ứng dụng nhằm phần ứng dụng này kia tính chất vật lý các bạn tự tìm hiểu sách giáo khoa rồi, phần đó không quan trọng lắm, cô không nói. Có ở đây chủ yếu cho bạn nắm cho cô phần lý thuyết tính chất khoa học, cách viết đồng phân, các gọi tên, rồi phần điều chế, ba phần những phần quan trọng đó, được chưa? Rồi tóm lại là lưu ý nhớ cho cô, thứ nhất các bạn ôn lại là phần này các bạn cần phải nhớ nè, phần viết đồng phân, phần gọi tên là phần quan trọng thứ nhất. Phần thứ hai đó là phần tính chất hóa học. Thì tính chất hóa học cô nói rồi, các bạn cứ cần nhớ là nó có cái liên kết bi đúng không, thì nó sẽ tham gia được phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxy hóa. Phản ứng cộng thì lưu ý ở đây nó có hai liên kết bi trong phân tử, cho nên nó có thể cộng một phân tử hoặc là cộng hai phân tử. Ở cái trường hợp cộng một phân tử nó sẽ có cái điều kiện các bạn phải nhớ. Rồi thứ hai đó là phản ứng trùng hợp, thì các bạn sẽ tham gia được phản ứng oxy, phản ứng dime hóa và phản ứng trime hóa. Chỉ nhớ cho cô hai phản ứng này thôi ha. Và một cái phản ứng đặc trưng mà các bạn cần phải nhớ đó là phản ứng thế bằng ion kim loại, phản ứng với bạc nitrat trong môi trường NH3. Nó chỉ xảy ra đối với A1-in là những thành có liên kết 3 ở đầu mạch thôi. Đó, mình phải học như thế đúng chưa? Và bạn nào xuyên nữa thì bây giờ nè, các bạn tự vẽ sơ đồ tư duy cho mình, đúng không? Các bạn tự vẽ sơ đồ tư duy cho mình để nhớ, được chưa? Khi nào cô có thời gian thì cô vẽ sơ đồ rồi cô up lên group cho. Còn bây giờ cô không có thời gian cho nên cô sẽ up cái trang lý thuyết như thế này lên cho các bạn thôi nha. Rồi ok, tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn vào những cái video sau. Các bạn muốn các bạn ấn theo dõi cái kênh của cô á để mình theo dõi những cái video mới nhất của cô đang lên nha. Rồi tạm biệt, hẹn gặp các bạn lại.